Xin chào các bạn, tại video này chúng tôi thanh lý một bộ âm thanh chỉ có 13 triệu gồm có một chiếc ampli tích hợp của hãng Onkyo mang ký hiệu TX8220. Chiếc ampli này nếu mua vào năm 2022 nó đã lên giá là 16 triệu. Nay bán thanh lý chỉ còn 13 triệu kết hợp giữa ampli, loa Buxell và đầu giải mã, phụ kiện dây loa JAV đầy đủ. Các bạn nhanh tay liên hệ với chúng tôi để có sản phẩm sớm nhất và bảo hành vẫn nguyên hãng 1 năm, hàng mới nha các bạn nha. Sợ tình heo hắt trên môi, mình quen nhau chỉ để lỡ làng, trời cao xuôi chi chuyện phố phàng, biết nhau để làm khổ cho nhau. Muốn nói yêu anh thật nhiều mà tay